Mời các bạn ra giá bắt đầu. Ba, hai, một, xoay. Nguyễn Chi không. ST 500 triệu. Minh Anh 800 triệu. Sĩ Thanh 1 tỷ. Như vậy là vòng tập bí ẩn số 3 sẽ thuộc về Sĩ Thanh. Xin chúc mừng. Chúc mừng em. Mời hai bạn biểu diễn. Hãy bình chọn. Tôi có thể thấy được sự hạnh phúc hiện lên trên ánh mắt của Sĩ Thanh khi thấy được những chiến binh của mình hát cực kỳ máu lửa, quá dữ dội luôn. Em có đập bàn đập ghế gào thét cùng nữa phải không? Đúng vậy, dĩ nhiên là phải hạnh phúc rồi anh ơi, vừa có phước mà vừa có tiền và tài nữa. Wow, thì làm sao hay quá. Đúng rồi. Hai em ơi, giới thiệu một tí cho khán giả biết tụi em là ai đi nào. Dạ, xin chào mọi người, em tên là Trần Duy Phước, công việc hiện tại của em là freelancer và là chủ phòng thu.
Dạ, em tên là Nguyễn Minh Tài, em cũng freelancer. Ngày hôm nay chúng ta vừa đến với một tiết mục rất máu lửa ha, hai cái màu sắc khác nhau ha. Một bên tuổi học trò ha, thanh xuân tươi phơi phới, một bên là hai bạn này là gừng cay muối mặn ha. Vậy thì cuộc tỷ thí sẽ như thế nào? Hiện nay tỷ Thanh đưa ra con số 1 tỷ. Thì thưa với quý vị rằng là ai có tư cách nói chuyện với chị Thanh nữa? Khoan cho em nói xíu đã. Minh Anh, mời em. Thật sự mà nói, mình rất muốn lấy hai bạn của đội của mình. Bây giờ không biết là chị Thanh có thể nhường lại cho anh được hay không. Anh cũng sẵn sàng để 1 tỷ. Nhường anh đi. Ừ, trả nhiều anh, 1 tỷ. Ủa gì vậy? Thì thật sự là tài khoản của em chỉ có thể vô đó thôi, chứ thật sự nếu mà có hơn em vẫn sẵn sàng chấp nhận. Chị nghe ngược vậy. Em nghĩ là khi nào mà anh có nhiều hơn 1 tỷ hay nói chuyện với em. Rất tiếc, nó không nằm ở anh. Nếu mà nằm ở anh là chắc chắn anh mua thì bao nhiêu cũng mua. Thì ai nhớ hơn 1 tỷ hãy nói chuyện với em. Ok. Ok. Cái gì vậy? ST. Cái gì vậy? Bây giờ ST sẽ 1 tỷ cộng với quyển sổ tiết kiệm này là không còn biết giá trị của nó ở trong là nhiều. Ủa mắc cười mất là trắng tay rồi sao? Ít ra là nó còn thêm một quyển sổ tiết kiệm nữa. Nó chỉ nên là một đứa thôi, không nên là một cặp như vậy. Những cái chuyện mà không bình thường nó không nên lây nhanh như vậy em hiểu không? Vâng. Giáp Laka mời các nhà đầu tư và các ca sĩ ra sàn đấu.